Với tất cả các bạn trẻ yêu thích kỹ thuật, thì Đại học Bách khoa Hà Nội luôn là mối quan tâm hàng đầu cho việc lựa chọn con đường đi trong tương lai. Bởi Đại học Bách khoa Hà Nội là một trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở Việt Nam. Đại học Bách khoa Hà Nội nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội, trên diện tích rộng trên 25 hecta, ngay gần ngã tư đường Đại Cồ Việt và đường Giải Phóng. Đây là một quần thể bao gồm hàng chục tòa nhà với hơn 200 giảng đường, phòng học, cùng một hệ thống các phòng hội thảo, hội trường lớn để phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, nhà trường còn có trên 200 phòng thí nghiệm, trong đó có 8 phòng thí nghiệm đầu tư tập trung và trọng điểm hiện đại, cùng trên 20 xưởng thực hành giúp sinh viên dễ dàng vận dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tiễn. Là trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn coi trọng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, Đại học Bách khoa Hà Nội có trên 2.000 cán bộ viên chức, trong đó có hơn 1.200 cán bộ giảng dạy là các giáo sư, phó giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ, với nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt huyết trong hoạt động đào tạo cũng như trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Với đội ngũ cán bộ khoa học đông đảo, mạnh về chất lượng và đa dạng ngành nghề đào tạo, cùng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại đồng bộ, hàng năm, nhà trường đã triển khai một khối lượng lớn gồm hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước, cùng nhiều đề tài dự án phối hợp giữa Đại học Bách khoa Hà Nội với các trường đại học, các viện nghiên cứu trên thế giới. Hầu hết các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ nhà trường đều được công bố tại nhiều hội thảo quốc tế và đăng tải trên những tạp chí chuyên ngành ở trong và ngoài nước. Nhiều nhà khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội đã vinh dự được nhận các giải thưởng khoa học cao quý như Vipotech, Kovalevskaya. Với chương trình đào tạo cử nhân 4 năm, kỹ sư 5 năm và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, mỗi năm, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp nhận đào tạo gần 4.000 sinh viên hệ đại học chính quy, 2.000 sinh viên đại học tại chức, 500 sinh viên theo chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, cùng hàng trăm kỹ sư được đào tạo văn bằng 2. Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo hệ sau đại học với hơn 3.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh trong 75 ngành đại học, 69 ngành cao học cùng 57 ngành nghiên cứu sinh. Để hội nhập với thế giới trong lĩnh vực đào tạo đại học, từ nhiều năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã là thành viên của 8 tổ chức và mạng lưới đại học quốc tế, bao gồm Hiệp hội các trường đại học cộng đồng Pháp ngữ, Hiệp hội các trường đại học châu Á, Thái Bình Dương, Mạng lưới các trường đại học Á-Âu, Mạng lưới các trường đại học châu Á, Mạng lưới phát triển giáo dục công nghệ Đông Nam Á, các mạng lưới và Hiệp hội giáo dục đại học tiểu vùng sông Mekong mở rộng, Liên hiệp các trường đại học châu Á, Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật Đông Nam Á. Ngoài ra, nhà trường còn mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo nghiên cứu khoa học với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn của 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với các lĩnh vực hợp tác như hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và hợp tác thực hiện các dự án quốc tế, hợp tác tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế chung, cũng như trao đổi thông tin khoa học, văn hóa, trao đổi cán bộ, sinh viên cùng nhiều hoạt động hợp tác khác trên mọi lĩnh vực. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chủ động đề ra các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế. Trường đã thành lập Viện Đào tạo Quốc tế với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực khoa học có trình độ cao theo chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, đồng thời từng bước hiện đại hóa chương trình và phương pháp giảng dạy, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như tái sản xuất trong lĩnh vực đào tạo. Để sinh viên dễ dàng tiếp cận và cập nhật với các thông tin, kiến thức khoa học, nhà trường còn có mạng thông tin nội bộ BKNET nối với mạng Internet. Đặc biệt, Đại học Bách khoa Hà Nội còn có một thư viện điện tử hiện đại lớn nhất Việt Nam mang tên nhà khoa học Tạ Quang Bửu.
Ở đây, các dữ liệu đều được số hóa và lưu giữ khoa học cùng hàng triệu đầu sách, giáo trình kỹ thuật phong phú, giúp cán bộ sinh viên trong và ngoài trường có thể tra cứu tài liệu từ xa, phục vụ hữu ích cho công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường. Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong số ít trường ở thủ đô có hệ thống khuôn viên nhiều cây xanh. Đây là môi trường lý tưởng phù hợp cho sự nghỉ ngơi sau nhiều giờ học tập căng thẳng của các bạn sinh viên. Không những thế, nhà trường còn quan tâm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên rèn luyện thân thể, hoạt động thể thao hay các hoạt động ngoại khóa. Với không gian rộng rãi khang trang của khu liên hợp thể thao đa chức năng khép kín, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động thể dục thể thao của sinh viên. Cũng từ đó, nhiều năm liền, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn dẫn đầu ở các phong trào thể thao sinh viên. Để sinh viên an tâm trong học tập và nghiên cứu khoa học, từ nhiều năm nay, nhà trường đã quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, ăn ở của sinh viên với tiêu chí sạch sẽ, an toàn, chất lượng và an ninh đảm bảo. Nhà trường luôn đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất dành cho sinh viên. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia. Hàng năm, số lượng các học sinh giỏi tốt nghiệp các trường phổ thông trung học thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội rất đông. Năm nay, trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trương thi tuyển theo khối ngành với mục đích để thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp với nguyện vọng cũng như khả năng của mình. Một điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là những thí sinh không trúng tuyển vào khối ngành mà mình đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn sẽ được xét tuyển vào các khối ngành có điểm chuẩn thấp hơn. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội luôn luôn dành một lượng kinh phí rất lớn để thưởng cho những sinh viên có kết quả học tập tốt. Năm học 2008-2009, 3.500 em đã được nhận cái học bổng khuyến khích học tập. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học khoa học công nghệ. Kỹ sư tốt nghiệp trường Đại học khoa Hà Nội hiện nay đang công tác tại các doanh nghiệp, các cơ quan được đánh giá rất cao. Vì vậy, các doanh nghiệp lớn của nước ngoài, liên doanh hay Việt Nam luôn luôn quan tâm đến kỹ sư của trường Đại học khoa Hà Nội. Do đó, họ cũng dành những kinh phí ưu ái cho sinh viên Bách khoa Hà Nội. Năm học vừa rồi, hơn 1.000 em được nhận tài trợ từ các doanh nghiệp với tổng số tiền khuyến khích học tập và cũng như từ doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường có quan hệ hợp tác với hơn 200 trường và viện nghiên cứu của các nước trên thế giới, là một trường đào tạo có uy tín, cho nên mỗi năm hàng trăm sinh viên tốt nghiệp Bách khoa Hà Nội nhận được học bổng đi học thạc sĩ và tiến sĩ ở các trường mà có quan hệ hợp tác với trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi có thể tin tưởng, tự hào nói rằng trường Bách khoa Hà Nội là trường hàng đầu của đất nước Việt Nam chúng ta. Thế kỷ thứ 21 là kỷ nguyên của khoa học công nghệ. Trước thực tế yêu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật cao của đất nước, Đại học Bách khoa Hà Nội xác định luôn đem lại cho xã hội và cộng đồng những lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, Đại học Bách khoa Hà Nội phấn đấu thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các bạn sinh viên, các nhà đầu tư phát triển công nghệ hay giới doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thank you.